Tiếp tục thực hiện mô hình tình thương cho em hậu Covid, Công an thành phố Cần Thơ phối hợp cùng quận Ô Môn và quận Vĩnh Thành đến thăm tặng quà gia đình các cháu mồ côi cha hoặc mẹ do dịch bệnh Covid-19, được Công an thành phố Cần Thơ nhận bảo trợ đến năm 18 tuổi. Tại quận Ô Môn, Công an thành phố đã đến thăm tặng quà cho em Lưu Duy Quý, ngụ phường Châu Văn Liêm, Nguyễn Thị Ngọc Hiền và Võ Trường Khả Ái, cùng ngụ phường Thới An, các em được hỗ trợ mỗi trường hợp tối thiểu 3 triệu đồng một năm đến khi các em đủ 18 tuổi. Dân đồng các tổ chức cá nhân doanh nghiệp chung tay chăm lo, bảo đảm cho các em đều có bảo hiểm y tế, phương tiện đến trường và đồ dùng, dụng cụ học tập. Dịp này, Hội Phụ Nữ Công an quận cũng triển khai chương trình Mẹ Đỡ Đầu, nhưng hỗ trợ hướng dẫn hai em tiếp cận đầy đủ các chính sách của nhà nước, giáo dục, tư vấn sức khỏe, các biện pháp chống xâm hại thân thể, định hướng việc làm cho các em trong thời gian tới. Được biết, quận Ô Môn có 6 em một cô cha hoặc mẹ do dịch Covid-19, được Công an thành phố Cường Thơ nhận bảo trợ theo mô hình Tình thương cho em hậu Covid. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Cần Thơ cũng đã trao hỗ trợ mô hình tình thương cho em hậu Covid và chương trình mẹ đỡ đầu cho em Nguyễn Nhật Huỳnh Hoa ở ấp Phụng Thạnh, xã Thạnh Tiến, huyện Vĩnh Thạnh. Em Nguyễn Nhật Huỳnh Hoa, học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Thạnh Tiến, một cô cha từ khi mới 7 tuổi, mẹ đi làm ăn xa ở Đồng Nai, chẳng may qua đời vì nhiễm Covid-19 vào cuối năm 2021. Hiện em đang sống cùng với cậu mợ ở ấp Phụng Thạnh, xã Thành Tiến. Tính đến nay, công an thành phố đã nhận đỡ đầu bảo trợ cho 46 trẻ mồ côi trên địa bàn thành phố, trong đó có 44 trẻ mồ côi cha mẹ do Covid-19 và 2 trẻ mồ côi do nguyên nhân khác.